ba đối tượng dùng xe ô tô 4 chỗ vận chuyển 32 kg pháo nổ qua địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Mặc dù pháo nổ đã bị cấm, thế nhưng vào mỗi dịp gần Tết, do hám lợi nên nhiều người dân vẫn lén lút buôn bán. Vào lúc 23 giờ ngày 4 tháng 1, tại xóm Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, đồn biên phòng Lạch Kèn, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, công an huyện Nghi Xuân đã bất ngờ kiểm tra và bắt giữ xe ô tô 4 chỗ cùng 3 đối tượng gồm Nguyễn Đức Chính, sinh năm 1979, Nguyễn Bằng Sinh, sinh năm 1983, Nguyễn Đình Thạch, sinh năm 1981, đều trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Qua khám xét xe, các lực lượng đã phát hiện thu giữ phía sau cốp xe một bao tải màu vàng, trọng lượng 32 kg, trong đó chứa 20 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất.